Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 2 thứ giờ để biết được giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander ạ Khi mà sang cuối 8 đầu tháng 9 này chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross này đang có các giá cả như nào tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho những cách chiếc cụ thể ạ Chiếc xe Mitsubishi Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Veloz, chiếc xe Toyota Avanza, Suzuki L7 hoặc là chiếc xe Honda BRV Hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép đi bài chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe đang là 698 triệu. Sang cuối 8 đầu tháng 9 này thì đại lý Trung An đang bán với giá đang là 616 triệu. Ngoài ra tặng thêm cho anh em cũng có phim cách nhiệt, trải trần da và camera hành trình ạ. À. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross này là nó đang là 722 triệu. Còn tỉnh thì đang là 689 triệu. Tỉnh a thì là 703 triệu. Và ở Tây Minh thì là 708 triệu. Còn giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Còn đối trả góp anh em thử ra với giá đang là 236 triệu thôi ạ. Tỉnh thì đang là 203 triệu. Tỉnh A Trăm thì đang là 217 triệu. Và ở Thế Minh thì đang là 222 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em gửi giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lá số ngày nào thì anh em đều thông tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để được thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất Và chính xác nhất cho em ạ các chi phí mà em thưa nhau anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí và chi đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ok, vậy giao này đã giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross. Rất là chi tiết thể rồi. Vậy giao này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để trong sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng ra đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn <laughs> em đã này cảm ạ